Ok, chào anh em nha. Ở bài học này mình hướng dẫn các bạn là xuất bản vẽ phân rã trên phần mềm NX ha. Thì cái xuất bản vẽ này rất là hay ha. Giờ đây mình đã phân rã rồi này. Các bạn nào mà chưa phân rã thì các bạn phân rã ra nha. Thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn vào Assembly này, chọn đến mục là Export này, View ha. Số xuống mặt có thể là chọn là New này. Như ở đây là mình đã tạo cho nó này một cái đó là chính là cái phân rã ha. Thì ở đây mình đã phân rã tạm thời này. Bạn cũng có thể là Edit này. Bạn chỉ chọn là Edit này, chọn là Select Object này. Ví dụ như bạn muốn kéo cái chi tiết nào ra thì bạn chỉ cần chọn chi tiết đó và bạn chọn là Move Object và bạn kéo theo ba phương X, Y, Z hoặc có thể là xoay. Đấy, có thể là xoay ha. Đấy, thì tùy thuộc vào các bạn. Ở đây là mình không có làm lại ha. Như mình đã nói thì cái phần Assembly này, lắp ráp thì nó cũng khá là cơ bản thôi. À, một số kênh thì có làm rồi, mình không có làm lại nữa nhé. Thì các bạn có thể xem hoặc là học hỏi các kênh của người ta. Mình không có làm phần Assembly ha. Ok. Thì ở đây là mình đã phân rã rồi này. Các bạn cứ phân rã làm sao cho nó đẹp mắt và cho nó nhìn là sao nó làm sao mà cho người ta dễ nhìn dễ hiểu nhất đấy, thì các bạn phân rã ra ha. Ok, thì phân rã theo trình tự tháo các ốc rồi các cái ấy theo trình tự ha, rồi sau đó làm sao cho nó nhìn mà người ta nhìn mà dễ hiểu mà các cái chi tiết này nó đấy chồng chéo lên nhau thì được. Ok rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì ở đây là có ba thanh ha, ba thanh công cụ này. Đây là ba thanh quản lý, thanh này là thanh Assembly Navigation, đó chính là quản lý các khối chi tiết của mình. Còn cái thanh này đó chính là thanh Constant Navigation, đấy đó chính là quản lý các cái lắp ráp, các cái ràng buộc của mình, các cái mệt đấy. Nói giống như các cái mệt đấy. Ok chưa? Đây là quản lý các cái mệt ha. Còn cái này đó chính là quản lý các cái view này, model view này ha. Ok. Đây là quản lý các cái hướng nhìn của nó. Thì đây. Thì để vào môi trường trước hết để vào môi trường xuất bản vẽ gia công thì bạn tạo cho mình một số cái hướng nhìn ha. Thì đây, mình sẽ tạo cho nó một số cái hướng nhìn làm sao mình dễ nhìn nhất, dễ nhìn có thể nhất ha. Đấy, ví dụ như là các hướng nhìn đây thì bạn mới tạo được cái hướng nhìn đó thì các bạn chọn là chỗ cái thanh là model view này này, bạn chọn cho nó sáng lên ha, model view này, kích phải chọn là add, add view, tạo thêm các view ha. Ví dụ bạn có thể đặt tên cho nó là view 1 chẳng hạn, view 1 chẳng hạn. Đấy, rồi sau nhấn tích vào này, rồi sau đó nó đang sáng lên đúng không, thì phía sau nó có cái chữ guộc là nó đang ở cái hướng nhìn đó nhé các bạn. Đấy, phía sau nó có chữ guộc là nó đang ở cái hướng nhìn đó. Đấy, lưu ý cho mình cái okay. Ở đây để mà lưu cái view một này thì bạn sẽ đưa về một cái hướng nhìn bạn như rê chuột ha, rê chuột như hôm trước mình cũng có nói rồi, cài các phím tắt các bạn xem lại ha. Đây mà mình đưa về cái hướng nhìn làm sao cho nó hợp lý nhất này, rồi sau bạn kích vào cái view một này đúng không, kích phải cho là xoay vừa lại. Đấy, tương tự bạn có thể tạo cho nó nhiều cái view khác, ví dụ như model item kích phải chọn là add view này. Đấy, rồi đưa về cái các hướng nhìn làm sao cho nó dễ nhìn nhất ha. Ngoài những hướng nhìn như là trimetric, symmetric, isometric ra thì mình có thể tạo thêm cho nó. Ok, đây ví dụ như là view 2 chẳng hạn. Đấy, rồi kích ra ngoài màn hình nha. Rồi với view 2 đang sáng thì bay bạn sẽ là di chuyển làm sao cho nó hợp lý nhất, rồi sau đó bạn chọn cho nó sáng lên, kích phải cho là shader. Đấy, tương tự bạn có thể tạo cho nó nhiều cái hướng chiếu, hướng nhìn khác nhau ha, làm sao mà nó dễ nhìn nhất là được, dễ nhìn nhất ha. Bạn tạo cho nó, ví dụ như tạo cho nó thì trong cái phần xuất bản vẽ drawing của mình thì nó sinh động hơn, nó nhiều cái hướng nhìn cho bạn có thể chọn hơn. Đấy, view này phải chọn là add này. Đấy, với là view 3 chẳng hạn. Đấy, đấy, view 3 chẳng hạn. Đấy, thì bạn kích ra ngoài màn hình, rồi sau đó bạn xoay xoay làm sao cho nó hợp lý nhất, xoay làm sao cho nó hợp lý, căn chỉnh sao cho nó hợp lý cho người ta có thể nhìn hết các khối chi tiết của mình, rồi sau đó bạn kích phải chọn là shader. Đấy, ví dụ như mình đã tạo cho nó ba cái hướng nhìn này. Đấy, cái guộc là cái hướng nhìn bạn đã tạo ha. Đấy, đấy theo rồi sau khi bạn tạo cho mình ba cái view xong đúng không, thì các bạn thực hiện cho mình như sau. Đây bạn có thể là lưu lại rồi xong đó vào môi trường xuất bản vẽ cũng được, hoặc là bạn có thể vào trực tiếp luôn, bạn vào application chọn là dropping cũng được, hoặc là bạn chọn là lưu lại rồi file new vào drawing, vào môi trường là drawing cũng được nhé, không có gì cả. Rồi ở đây bạn có thể chọn cho nó là theo kiểu View template chẳng hạn. Đấy, ví dụ như theo khối A0 nhá. Rồi, View template ha, hoặc standard đi, theo kiểu A0 cho khối to nhất ha. Tỷ lệ này 1:1 chẳng hạn này. Rồi sau vào sau mình có thể sửa được. Rồi hướng nhìn thứ ba này. Đấy, view bạn có thể chọn là view theo kiểu 2D hoặc là view theo kiểu 3D này. Đấy, thấy không? Đấy. Thì ở đây sẽ tùy thuộc vào các bạn nha. Rồi sau đó bạn nhấn OK. Chuyển vào môi trường drafting. Rồi ok, thì ở đây là nó xuất hiện cho bạn một cái này. Thì ở đây là mình đã nói cho bạn rồi, rất là nhiều rồi. Ở đây là có cái kiểu như là bay view và view winzat ha. Đây, bạn chờ mình xíu ha. Đây, có
Ok. Đấy, ví dụ như cái khung mình lấy cái khung trắng đi. Hôm trước là ở những video đầu thì mình cũng nói ví dụ như là tạo cái khung như thế nào rồi. Bạn có thể chọn nào file new và vào môi trường cho bản vẽ rồi lấy cái khung đó ra cũng được. Nhưng ở đây là tạm thời mình là lấy cái khung trắng đi ha. Rồi ok. Ở đây có hai kiểu, đó là lấy tự động và lấy theo kiểu basic là tự mình lấy ha, là tự động. Ở đây bạn chọn là basic đi ha, basic view đi ha. Basic view. Ở đây bạn có thể chọn cho nó là cái kiểu này, ví dụ đây. Thì nó bạn thấy cái tính năng này chưa? Nó hiện cho bạn ba cái view này, đấy, thấy không? Ba cái view các bạn dễ nhìn. Thì đây bạn có thể chọn là ba cái view này, ví dụ như trimetric cho, đấy là cái hướng nhìn mặc định trimetric. Ngoài ra có cái hướng như là view 1 này là mình tạo ra này, view 2 là mình cũng tạo ra này. Đấy là các cái view mình tạo ra đấy. View 3 mình cũng tạo ra ha, thì bạn xem cái view nào mình nói thấy được nhất. Ví dụ như mình chọn là trimetric đi, ví dụ như trimetric chẳng hạn. Đấy, trimetric này cũng khá là ổn ha. Rồi, ví dụ như là mình chọn theo kiểu trimetric thì chẳng hạn. Đấy, ở đây bạn chọn trong trimetric ở đây, ví dụ như chọn theo tỷ lệ 21 thì xem nó như thế nào. Vậy, ví dụ như bạn chọn theo tỷ lệ 21 cho nó to to lên xíu ha. Đấy, cho nó kích vào màn hình. Đơn giản như vậy thôi. Rồi bạn nào mà chưa chưa hiểu được ấy, thì phải xem lại nha, mình không nói lại nữa nha các bạn. Lưu ý là mình không nói lại nữa nha. Những cái phần mà ví dụ bay view với lại view quan sát nó như thế nào thì mình không nói lại nữa. Rồi ok, bây giờ là nó đã xuất cho bạn. Rồi sau đó bạn nhấn Edit hoặc nhấn Close. Đấy. Thì đây đó chính là cái mô hình bản vẽ sơn giã của mình. Bây giờ việc của mình đó chính là đi đánh ba lâm và ghi các cái đánh ba lâm và xuất cho nó cái bảng public. Thì xuất cái bảng public thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đây, xuất bảng public này. Thì các bạn làm như sau. Bạn chọn vào mục là home đúng không? Bạn chọn vào mục public này, đấy. Rồi, ở đây thì nó tự động xuất luôn cho bạn. Thì ở đây bạn pôn cho nó một điểm này. Đấy, thì nó tự động xuất cho bạn cái bảng ha. Đây, chính là cái bảng tính của nó. Đây là nó xuất, thì trong trường hợp này nó đang xuất ngược ra từ dưới lên đúng không? Thì bạn bây giờ bạn chỉ việc căn chỉnh chỉnh sửa thôi. Đấy, thì ở đây bạn sẽ xuất như mình như sau này. Bạn sẽ chọn vào quét chọn ha, quét chọn này, quét chọn đối tượng này. Kích phải chọn là sau đó kích phải chọn là setting này. Để chỉnh sửa ha, căn chỉnh. Ok, thì ở đây nó là kiểu below đúng không? Thì bạn xổ xuống bạn section này. Là format bạn đang chọn cho mình là above này, từ trên xuống dưới này, đấy thấy không? Nó tự động nhảy lên này. Ok chưa? Đây là left right các thứ ha. Down này. Rồi. Ví dụ như vậy thì cho nhấn Close để xem nó kết quả như thế nào. Ở đây. Cái này là nó đã chạy lên trên nhưng mà cái này số thứ tự nó đang ngược lại đúng không? Thì bạn tương tự bạn quét chọn này. Kích phải chọn là Edit Setting tiếp này. Hoặc là Edit Setting này cũng được ha. Hai cái đều được. Đều như nhau cả. Rồi. Ở đây thì bạn sẽ chọn đến mình. Đến mục Public này. Bạn chọn cho mình số xuống. Chọn cho mình là Down ha. Down. Đấy. Thấy không? Public nha. Chọn đến mục public, nhấn down, nhấn close. Đấy, thì nó tự động là đổi cho bạn. Đổi cho bạn là từ vị trí từ 1 đến 25. Hay không ạ? Ok chưa? Rồi ngoài ra bạn có thể căn chỉnh các cái bảng này ha. Ví dụ như kéo cho nó to ra này. Hoặc là căn chỉnh làm sao cho nó bạn dễ nhìn nhất. Đấy. Ví dụ như căn chỉnh. Đấy, ok chưa? Đấy, thấy không? Căn chỉnh. Rồi ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc là edit nhá. Đấy. Trong cái bảng này việc của bạn bây giờ chính là đi đánh số ba lâm, thì bạn cũng làm tương tự thôi. Bạn sẽ chọn vào cái ô này, bạn chọn cho mình đó chính là auto ba lâm ha, auto ba lâm này. Bạn chọn vào home và chọn là auto ba lâm này. Ok. Rồi sau đó bạn chọn cho mình đến cái bảng mắt lích này, chọn bảng mắt lích ha, chọn bảng mắt lích này. Cho nhấn ok này. Đấy thì nó sẽ tự động là đánh số ba lâm cho bạn. Việc của bạn đó chính là căn chỉnh làm sao cho nó đẹp nhất có thể là được ha. Đấy, căn chỉnh làm sao cho nó nhìn cho nó hợp lý và nó đỡ trùng nhau này. Đấy. Căn chỉnh thì các bạn chỉ việc căn chỉnh thôi. Đấy. Ok chưa? Rất là đơn giản ha. Đấy, ví dụ như vậy. Vậy các bạn bây giờ chỉ việc căn chỉnh cho nó hợp lý thôi. Đấy. Cho nó thẳng hàng các thứ ha. Đây, chế độ auto ba lâm mà. Đây thường là trong trường hợp này là chế độ auto ba lâm thì bạn phải chỉnh sửa rất là nhiều. Nếu bạn tự đánh thì nó sẽ khác. Tự đánh ha, tự đánh thì nó khác. Đấy, các bạn căn chỉnh sao cho nó hợp lý và nhìn nó đẹp đẹp là được. Rồi. Rồi các bạn đó chính là căn chỉnh ở đây mình không có nói lại nhé. Đấy, thì tùy vào các bạn nhé. Phụ thuộc vào các bạn, nó đẹp hay xấu thì các bạn phải căn chỉnh, nhưng bao nhiêu thời gian căn chỉnh thì nó đẹp hơn thôi. Không có gì cả. Đấy, theo. Rất là hay ha. Đấy, bảng mắt lích này. Nó tự động là nhập cho đó là từ 1 đến 25 này. Đây là số thứ tự này, tên này, quick này. Thì những trường hợp nâng cao hơn, ví dụ như xuất bảng giá trị về khối lượng và ấy thì
mình phải nhập khối lượng cho nó thì mình mới nhập được. Ở đây là chưa gắn cho nó vật liệu nên là mình chưa có nhập được ha. Ok, tạm thời như vậy thôi. Đấy, thì cơ bản là mình đã xuất được cho nó cái hình, thì mà việc của bạn đó chính là căn chỉnh làm sao nó hợp lý và nó đẹp nhất thôi. Ok, đấy, rất là đơn giản. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại ha. À đây, còn mình nói thêm mấy phần này nữa. Ví dụ như bây giờ bạn muốn căn chỉnh cho nó thay đổi cái dấu, thay đổi cái cycle này, cái đánh ba lâm này, auto ba lâm này, thì bạn muốn thay đổi cho nó cái kiểu nào thì bạn chọn vào đây nhá. Bạn quét chọn vào bảng public và bạn chọn vào đây. Đây, bạn chọn đấy thì nó sẽ tự động là thay đổi ha. Đấy, thì ở đây là tùy thuộc vào các bạn, bạn muốn thay đổi theo kiểu nào thì tùy ha. Đấy, theo kiểu then này, đấy thì tùy các bạn ha. Đấy, ok chưa? Rất là đơn giản. Đây thường thì để cho kiểu circle thôi. Và đây bạn có thể thay đổi phông chữ màu mè trong này ha. Đây mình cũng không muốn để đi sâu vào. Đây chủ yếu là mình đánh số 35 mà cho người ta hiểu được cái giá trị và cái khối đó là cái gì thôi. Cơ bản thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.